Hi, chào các bạn đang xem video của Quỳnh trên kênh YouTube của Fit Gear Shop. Trong video này, Quỳnh sẽ mở hộp sản phẩm tai nghe mới nhất đến từ hãng Bidynamic mang tên DT900 Pro X. Đây được mệnh danh là một tai nghe kiểm âm dành cho phòng thu chuyên nghiệp nhất. Giờ Quỳnh sẽ mở hộp nhanh Bidynamic DT900 Pro X. Bidynamic DT900 Pro X là tai nghe over ear thiết kế open back, chất liệu hoàn toàn bằng kim loại dày dặn và cứng cáp, với những rãnh âm thanh thiết kế thành kiểu dáng rất tinh tế, sơn đen, khắc logo của DT900 Pro X, trọng lượng cỡ 350g, đầu nối XLR mini chắc chắn. Earbud chất liệu nhung, rất êm tai, bạn có thể giặt nó một cách dễ dàng hơn là da. Phần nối giữa tai nghe và khung choàng đầu bằng kim loại mang lại sức bền cao ở các điều kiện sử dụng khác nhau. Bạn có thể tăng giảm theo vòng đầu của người dùng. Khung choàng đầu bằng nhựa, đúc cứng cáp có in logo Bidynamic, lớp dưới bằng da, khá là êm và mềm mại. Bộ chuyển đổi âm thanh Stella 45 được phát triển và sản xuất tại Đức với 5 châm vòng neodymium công nghệ cao, bọc đồng tạo độ truyền dẫn chính xác và hiệu quả. Màng loa 3 lớp mới được phát triển, có lớp giảm chấn tích hợp. Điều này đã tạo cho một hệ thống trình điều khiển hiệu quả cao, hoạt động dễ dàng trên tất cả các thiết bị như điện thoại, laptop hay máy tính bảng mà không cần qua bộ xử lý âm thanh. Cấu trúc màng cải tiến kiểm soát chuyển động tốt, giảm méo tiếng một cách triệt để. DT900 Pro X có trở kháng là 48 ohm và độ nhạy là 100 dB. Giờ Quỳnh sẽ lấy tai nghe Bidynamic DT900 Pro X cùng iFi Zencan Signature HFM ghim vào máy tính của Quỳnh để trải nghiệm âm thanh của DT900 Pro X. Phải nói gì đây, khi âm thanh phát ra cho bạn một cảm giác như đang ngồi trong một studio nghe bản thu đầu tiên của ca sĩ vậy. Âm thanh lôi cuốn bạn đi sâu vào trong bản nhạc, khiến bạn có thể nghe rõ từng nhạc cụ, nhạc nền, giọng ngân nga trầm bổng từ cổ họng của ca sĩ, cảm giác mình được trở thành một nhà thẩm định âm thanh chuyên nghiệp. Đó hoàn toàn là cảm nhận cá nhân của Quỳnh. Phải nói Bidynamic DT900 Pro X xứng đáng với danh hiệu nhà kiểm âm chuyên nghiệp mà hãng đã đặt tên cho nó. Sản phẩm luôn có mặt tại Fit Gear Shop 424 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 để chờ các anh em tới trải nghiệm trực tiếp và mua hàng. Đặt hàng online tại fitgearshop.vn. Link của sản phẩm Quỳnh sẽ để dưới phần mô tả của video để các bạn có thể dễ dàng tham khảo. Và nhớ đừng quên nhấn sub kênh YouTube Fit Gear Shop để coi video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.